Edit by Hạ Lan tâm nhiên, đối với thân thể của mình, tôi có phán đoán." Giọng điệu sơ Tranh hơi lạnh, cũng rất chắc chắn. "Bác sĩ Úc không cần lo lắng, Úc giản sừng sốt một chút, cô nói chính là đối với thân thể của mình, cô có phán đoán." Bình thường người ta cùng lắm sẽ nói là tâm lý nắm chắc, không có vấn đề, sẽ không nói ra lời như vậy. Úc giản biết đại khái không đuổi được sơ Tranh đi, người trong nhà cô dường như cũng không ở đây. Người chăm sóc cô chính là bảo mẫu đi thuê, có lẽ cũng không có tác dụng gì. Úc Giản lùi một bước, "Tôi bảo y tá đưa thêm một cái giường đến cho cô, cô chờ chút đã." Sơ Tranh nhìn giường hộ lý nhỏ hẹp, lại nhìn giường của Úc Giản, không phản đối. Y tá rất nhanh đẩy giường tới, khi an trí, ánh mắt không ngừng ngắm Sơ Tranh, chỉ thiếu sông lại túm lấy cô hỏi, "Cô và bác sĩ Úc có quan hệ thế nào?" Úc Giản không nhìn Sơ Tranh, cầm tư liệu nội bộ xem có thể là y tá thấy sắc mặt hắn không tốt sơ tranh lại lãnh nhược băng xương bộ dáng cao lãnh cũng không dám nói chuyện cấp tốc chỉnh lý xong rồi rút khỏi phòng bệnh sơ tranh cũng không nhiều lời nằm trên đó lấy điện thoại di động ra chơi cô nên đi ngủ không biết úc giản thả đồ trong tay xuống từ lúc nào đang ghé mắt nhìn cô còn sớm úc giản nhìn chằm chằm cô sơ tranh xoay người đưa lưng về phía hắn úc giản có một loại cảm giác nhà có đứa bé phản nghịch hắn chống đỡ mép giường xuống đất cúi người rút đi điện thoại trong tay cô nếu muốn ở chỗ này thì phải nghe tôi anh rất phiền úc dàn lui về ngồi dựa vào biên giới vậy cô về nhà đi không về muốn gạt ta trở về không có cửa đâu nếu không phải mi là thẻ người tốt của ta thì ta có thể ở đây chịu tội với mi à vật nhỏ đến một chút lương tâm cũng không có đáy lòng sơ tranh xoay chuyển mấy suy nghĩ có lẽ cảm thấy tức giận, hai tay khoanh trước ngực, muốn ôm mình một cái bình phục lại điểm tức giận ấy. Úc Giản nhìn người đưa lưng về phía mình một chút, lại cúi đầu nhìn điện thoại, cô vừa ấn mở một cái app video, dừng lại trên trang chủ. Ngón tay Úc Giản điểm đến lịch sử, kéo xuống, tất cả đều là đủ loại phim truyền hình, đều là những phim đang hot bây giờ, hoặc là đã từng hot. Cô gái mặt không chút cảm xúc thế mà lại thích xem loại phim này úc giản nhớ tới một từ trên internet tương phản manh ngón tay hắn trượt xuống đến phía dưới hình ảnh liền thay đổi là một chút lưu ý rất ngắn loạn thất bát tao nhưng cũng có thư có tính chuyên nghiệp thậm chí còn có loại lịch sử úc giản đặt điện thoại ở bên cạnh nằm xuống không tiếp tục xem tư liệu nữa trực tiếp tắt đèn sơ tranh nói là chăm sóc kỳ thực không làm gì cả nhiều nhất chính là rót cho hắn cốc nước bác sĩ y tá ngoại khoa phát hiện sơ tranh ở đây, ngày nào cũng tụng thành đoàn vây xem. Có người phát hiện, cô chính là thổ hào gần đây quyên góp một nhóm thiết bị chưa bệnh cho bệnh viện kia, trong lúc nhất thời lại là đủ loại lời đồn. Úc giản thỉnh thoảng có thể nhận được ánh mắt hoặc là mập mờ, hoặc là bát quái ra hiệu đến từ đồng nghiệp. Cho nên Úc giản cũng không muốn ở lại bệnh viện lâu, khi xác định có thể xuất viện, lập tức làm thủ tục xuất viện. Bệnh viện đã mời được bác sĩ khác tới, Hắn tạm thời có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sơ Tranh mang theo đồ vật, đưa Úc Giản về chung cư. Úc Giản cũng không muốn, nhưng không từ chối nổi. Cô gái này căn bản không cho người ta cơ hội từ chối, tựa như lần ăn cơm kia, hắn còn chưa nghĩ ra làm sao để từ chối, thì cô đã sắp xếp xong cả xe, chỉ chờ hắn lên xe. Úc Giản và Sơ Tranh vào đại sảnh chung cư, kết quả hai cái thang máy đều bị dán bảng đang sửa chữa bên cạnh còn có quản lý chung cư trông coi. Thang máy xảy ra chút trục trặc, phiền mọi người đi cầu thang bộ nhé. Lông mày úc giản cao lại, hai cái thang máy đều xảy ra trục trặc. Quản lý cũng rất sầu, đúng vậy, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bây giờ còn đang kiểm tra tu sửa, trong thời gian ngắn có lẽ không xong được. Bình thường đi thang bộ không có gì, nhưng chân úc giản còn chưa thể dùng quá sức. Leo cầu thang đi lên, liền lộ ra có chút khó khăn sơ tranh đại lão không hề cân nhắc về phần cứng của mình tẹo nào kích động triển phát năng lực bạn trai của mình tôi cõng anh Khóe mắt úc dàn hơi run rẩy nhìn vóc người nho nhỏ của cô hít sâu một hơi tôi không muốn trở thành hung thủ giết người úc dàn chống nặng đi về phía cầu thang sơ tranh nhìn mình từ trên xuống dưới cuối cùng cũng chỉ có thể mắng một tiếng thô tục dưới đáy lòng cái thân thể nát này úc dàn ở lâu mười sáu thân thể của hắn không tiện, vừa đi vừa nghỉ đến tầng 15. Khi lên lầu cần mượn lực chân quá nhiều, dẫn đến Úc Giản cảm giác được đau đớn, trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, hắn dẫm lên bậc thang, có thể là không dẫm ổn, thân thể đột nhiên nghiêng xuống. Ngay khi Úc Giản cho là mình sẽ ngã xuống, đằng sau có người đỡ lấy hắn. Cổ tay bị bàn tay ấm áp nắm chặt, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn. Úc Giản ngay lập tức hất tay sơ tranh ra, dựa vào vách tường thở một ngụm, giật mình vì động tác của mình quá lớn, có chút trần chờ nhìn về phía sơ tranh. Người sau không có biểu cảm dư thừa gì, nhàn nhạt hỏi hắn, còn có thể đi không? Úc giản mở miệng, cuối cùng một chữ cũng không nói ra được, nhẹ gật đầu. Cô biết thói quen của mình, cũng luôn tuân thủ thói quen của hắn, không sinh ra. Bất cứ tiếp xúc thân thể gì với hắn. Úc giản cực kỳ không hiểu cô gái này rõ ràng có đôi khi làm việc bá đạo đến không có chỗ thương lượng, ngẫu nhiên một chút chi tiết nhỏ lại luôn luôn làm cho lòng người sinh ra ấm áp. Chờ tiến vào chung cư, Úc Giản lập tức vào phòng ngủ, lúc đi ra trên người đã đổi một bộ quần áo khác. Úc Giản rót cho cô cốc nước, khập khẽ đi kiểm tra đồ ăn còn lại trong tủ lạnh. Đói không? Có, vậy tôi tùy tiện nấu một chút, sơ tranh nhìn chân của hắn. Úc Giản giống như biết cô suy nghĩ cái gì nấu cơm không thành vấn đề có thể là mấy ngày nay nằm viện nguyên liệu nấu ăn trong nhà không nhiều úc giản nói tùy tiện đúng là thật sự rất tùy tiện nấu một tô mì cơm nước xong xuôi sơ tranh đoạt trước úc giản cầm bát ném vào máy rửa bát động tác thô lỗ lại phóng khoáng giống như thứ ném không phải bát mà là bom gì đó úc giản nghe âm thanh âm thầm tính xem hắn bị hỏng mất mấy cái bát kết quả chờ sơ tranh làm xong ra bát của hắn vẫn sống sót rất tốt. Úc giản dựa vào bên bàn, đồ mặc ở nhà sáng màu, ánh đèn pha lê rơi xuống, nổi bật lên dung mạo thanh tuyển gần như hoàn mỹ của người đàn ông. Sơ tranh đi tới, ánh mắt đụng vào mắt hắn, bước chân hơi dừng lại, ánh mắt im ắng giao nhau. Sơ tranh tới gần hắn, Úc giản đột nhiên rời ánh mắt, thân thể khẽ chuyển, rời khỏi bàn ăn, trở lại phòng khách. Đầu ngón tay sơ tranh cọ sát lên quần áo điềm nhiên như không có việc gì đi qua. Úc giản thấy cô không có ý định rời đi, không phải cô định ở lại chỗ tôi chứ? Không thế. Bệnh viện coi như xong, nhưng, đây là nhà tôi, cô nam quả nữ ở chung một nhà không tốt lắm. Lúc Úc giản nói lời này, không biết vì sao, ngữ tốc hơi chậm, giống như từng chữ từng chữ nhảy ra ngoài. Tôi không để ý, tôi để ý, ba chữ cuối cùng Úc giản nói đến cực kỳ nghiêm túc cuối cùng sơ tranh cũng không ở lại, chỉ là xuống lầu mua cho hắn một vài thứ đi lên, bổ sung đầy tủ lạnh cho hắn. Úc giản nhìn xem, đúng là đơn thuần bổ sung đầy, loạn thất bát tao cái gì cũng có. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, sơ tranh ngừng một chút, anh có số điện thoại tôi chứ? Ừ, Úc giản đưa sơ tranh ra cửa, đi đường cẩn thận. Edit bài Hạ Lan tâm nhiên ban đêm sau khi Úc giản rửa mặt xong nằm xuống, trong bóng tối hắn mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà trong đầu chiếu lại hình ảnh ban ngày lúc ấy cô đi tới muốn làm gì úc giản không biết mình ngủ lúc nào lúc tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng bệnh viện không thể yên tĩnh như trong nhà được có đôi khi sẽ bị đánh thức từ rất sớm lúc làm việc thì càng khỏi phải nói đừng nghĩ ngủ nướng hắn đại khái đã rất lâu rồi chưa từng ngủ thoải mái như vậy úc giản ngồi dậy trước tiên nhìn điện thoại sơ tranh bữa sáng ở ngoài cửa nhớ ăn thời gian gửi tám giờ ba úc giản mở cửa ra quả nhiên trông thấy bữa sáng được đóng gói hoàn hảo ở bên ngoài phía trên in logo chưa từng thấy qua nhưng nhìn từ cách đóng gói của hộp úc giản cũng có thể biết không phải là đồ ven đường gì đó úc giản xác thực không muốn động dứt khoát ăn bữa sáng đại khái là sợ hắn dậy quá muộn đều không phải đồ ăn nóng úc giản chậm chạp thở ra một hơi cầm điện thoại đáp lại tin nhắn kia úc giản cảm ơn ánh mắt úc giản không ngừng nhìn lên trên giao diện nhưng khi hắn ăn sáng xong tin nhắn cũng không hề thấy đáp lại gì lúc này sơ tranh đang ngồi trong phòng họp của một công ty mật tiểu thư công ty chúng tôi đại khái chính là kinh doanh những thứ này ngài xem còn có gì thắc mắc không không có thái độ sơ tranh tùy tiện chuẩn bị hợp đồng đi đối phương cung kính tiễn sơ tranh sơ tranh chân trước vừa đi chân sau đoàn nhuế hoan liền đến đoàn tiểu thư đối phương rõ ràng quen biết cô ta cười chào hỏi đoàn nhuế hoan nhìn về phương hướng sơ tranh rời đi hỏi hắn người vừa rồi kia tới làm gì đoàn tiểu thư ngài có chuyện gì không đối phương không trả lời ngược lại hỏi thăm đoàn nhuế hoan tôi tìm hoàng tổng của các anh đoàn nhuế hoan nói tôi tới bàn bạc chút chuyện vậy mời ngài vào bên trong đoàn nhuế hoan thu hồi ánh mắt lại đáy lòng có chút kỳ quái cô ta sai người điều tra cô gái kia người trong bệnh viện nói cô quyên tặng cho bệnh viện một nhóm thiết bị nghe nói là bởi vì úc giản trước đó đoàn nhuế hoan còn nghĩ có thể dùng tiền giải quyết hiện tại xem ra là không thể nào úc giản nghĩ đến người đàn ông này đoàn nhuế hoan liền cực kỳ không cam tâm thứ cô ta muốn sao có thể bị người khác cướp đi Đối phương vốn nên ngày hôm sau sẽ liên hệ với sơ tranh để ký kết hợp đồng, nhưng sơ tranh chỉ chờ được một cú điện thoại, nói là trì hoãn ký kết. Sơ tranh tỉnh táo 3 giây, bình tĩnh hỏi, vì sao? Có lẽ đối phương cảm thấy lật lọng không tốt lắm, một năm một mười nói rõ nguyên nhân với sơ tranh. Sau khi sơ tranh rời đi, đoàn nhuế hoan tới, cũng muốn thu. Mua công ty của bọn họ. Công ty vốn đứng trước khốn cảnh, đột nhiên xuất hiện hai người muốn thu mua hoàng tổng của bọn họ lập tức nhẹ nhàng hơn nữa điều kiện mà đoàn nhuế hoan bên kia đưa ra rất tốt hoàng tổng có chút động tâm mặc dù dáng vẻ của sơ tranh rất dễ nói chuyện nhưng cô chỉ có một mình đằng sau đoàn nhuế hoan lại là toàn bộ đoàn gia đoàn nhuế hoan đoàn nhuế hoan chắc chắn sẽ không đột nhiên chạy đi thu mua một công ty cái quyết định này chắc chắn là đã được họp đi họp lại bình luận khảo sát rồi mới quyết định ra cho nên vương bát đàn đột nhiên phát cho cô một nhiệm vụ như thế, chính là vì phá sản cho đoàn nhuế hoan nhìn sao. Điều kiện có thể bàn lại, giúp tôi hẹn hoàng tổng của các anh, đối phương đáp ứng, báo cho sơ tranh thời gian hẹn gặp mặt. Sơ tranh đúng giờ đi qua, hoàng tổng đã ở đó, nhưng đoàn nhuế hoan cũng có mặt. Đoàn nhuế hoan không sốc nổi như khi ở bệnh viện, mặc dù vẫn ăn mặc tinh xảo, nhưng rõ ràng đã mở ra hình thức tinh anh, mang theo mấy thuộc hạ chiếm lấy nửa cái bản sơ tranh chỉ lẻ loi trơ trọi một người xem ra cần phải tìm thêm mấy người tô điểm mật tiểu thư hoàng tổng lay động thì lay động nhưng lễ phép vẫn có nói nhảm với sơ tranh hai câu chủ đề chuyển rời đến đoàn nhuế hoan giới thiệu với mật tiểu thư một chút vị này chính là đoàn nhuế hoan đoàn tiểu thư sơ tranh không mặn không nhạt liếc cô ta một cái đoàn nhuế hoan cũng không lên tiếng ánh mắt hai người đụng vào nhau trong không khí lại cấp tốc tách ra. Hoàng Tổng giống như không nhìn ra sóng ngầm hiện lên giữa hai người. Đoàn tiểu thư cũng có ý, cho nên hôm nay mới ở đây, mật tiểu thư không có ý kiến gì chứ. Không có ý kiến, ông đã an bài xong tất cả, ta có thể có ý kiến gì. Sơ tranh đi đến đối diện ngồi xuống, một mình cũng ngồi ra khí thế của một đám người. Khí thế đại lão không thể mất. Mật tiểu thư, đoàn nhế hoan ngoài cười nhưng trong không cười, quái gở thân thể của cô khỏe rồi à? Sao lại có tinh lực tới nơi này, có bệnh nên ở trong nhà, nếu như ra ngoài đụng phải ai, xảy ra chuyện sẽ không tốt lắm đâu. Một tay sơ tranh khoác lên trên bàn hội nghị, đầu ngón tay gõ bàn một cái, trực tiếp nhìn về phía Hoàng Tổng, nói chính sự, đoàn nhuế hoan. Đoàn nhuế hoan một quyền đánh vào bông, bị người ta làm lơ triệt để. Cô ta âm thầm chừng sơ tranh một cái, lúc đầu vốn không cảm thấy hứng thú thu mua đột nhiên có chút hứng thú cũng cảm thấy hứng thú với chuyện lấy được úc giản tới tay hơn có tính khiêu chiến mới kích thích hơn hoàng tổng hắng giọng một cái bây giờ thị trường kinh tế đình trệ công ty chúng tôi xuất hiện vấn đề như vậy chủ yếu vẫn là vấn đề về phương diện quản lý sản phẩm của chúng tôi tuyệt đối không có vấn đề hoàng tổng thổi phồng khoác lác về sản phẩm nhà mình một trận công ty này làm thiết bị chữa bệnh công nghệ cao bởi vì tầng quản lý xảy ra vấn đề dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy sơ tranh đối với chuyện sản phẩm tốt hay xấu chưa từng thử nghiệm qua nhưng đoàn nhuế hoan đại biểu cho đoàn ra tới chứng minh công ty này có thực lực tiềm ẩn sơ tranh hờ hững nghe dáng vẻ giống như hiểu rất rõ trên thực tế cũng không biết thần du đến nơi nào rồi ánh mắt đoàn nhuế hoan thỉnh thoảng đảo quanh người cô cũng không biết đang suy nghĩ gì đoàn nhuế hoan cắt ngang Hoàng Tổng thao thao bất tuyệt. Hoàng Tổng, anh đối với giá cả chúng tôi đưa ra nếu như có gì không hài lòng, chúng tôi vẫn có thể tăng thêm. Hoàng Tổng khôn khéo quét mắt về phía sơ tranh. Đầu ngón tay sơ tranh gõ trên bàn, chậm rãi nói, bọn họ ra giá, giá bao nhiêu? Hoàng Tổng nói con số. Ánh mắt sơ tranh liếc qua nhìn đoàn nhuế hoan, tôi thêm 10 triệu, đoàn nhuế hoan, Hoàng Tổng vạn vạn không nghĩ tới công ty của ông ta còn quý giá như vậy, đáy lòng hưng phấn đến xém chút không nhịn được. Hoàng Tổng nhịn xuống kích động, đoàn tiểu thư cô xem. Quyết định này không phải một mình đoàn nhuế hoan có thể quyết định, sau khi cô ta thương lượng với người bên cạnh xong mới nói, chúng tôi lại thêm vào 5 triệu. Hoàng Tổng, tôi hy vọng anh hiểu rõ, đoàn gia chúng tôi mới có thực lực, đoàn nhuế hoan đề cập đến đoàn gia, Hoàng Tổng quả nhiên có chút nghiêng về phía bọn họ. Sơ tranh, lại thêm 10 triệu, đoàn nhuế hoan, hoàng tổng Cô thêm nước à? Xem 10 triệu như một ngàn tệ mà thêm sao? Tóm lại mặc kệ nhuế hoan tăng bao nhiêu, sơ tranh đều tăng thêm 10 triệu Bốp, đoàn nhuế hoan đập bàn một cái, mật sơ tranh cô cố ý đúng không? Sơ tranh khí định thần nhàn, tôi có tiền, cô có tiền Cô có nhiều tiền như vậy à? Đoàn nhuế hoan thật sự không nhịn được bên cạnh cô đến cả thư ký đoàn đội cũng không có cô xem đây là mua cái gì cần thư ký mới có thể mua ánh mắt sơ tranh lướt quanh một vòng trong phòng họp vẫy tay gọi cô gái đứng ở cửa nói với cô ta hai câu hai người lấy điện thoại di động ra mân mê một hồi sơ tranh để điện thoại xuống chỉ vào cô gái đằng sau bây giờ tôi có thư ký hoàng tổng đoàn nhuế hoan edit bài hạ lan tâm nhiên cho dù đoàn nhuế hoan có tiền cũng không thể làm ẩu giống như sơ tranh được, sau mấy lần tăng giá, đã đến ranh giới cuối cùng của bọn họ. Còn tiếp tục nữa, thứ tổn hại chính là lợi ích của bọn họ bên này. Sắc mặt đoàn nhuế hoan tái xanh, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng họp, đi điều tra rõ ràng cho tôi, người phụ nữ kia rốt cuộc có lai lịch gì. Người bên cạnh đáp lời. Sơ tranh bàn bạc với Hoàng Tổng xong, từ công ty đi ra, đoàn nhuế hoan còn chưa đi, thấy cô ra, dẫm giày cao gót, cộc cộc đi tới. Đoàn đại tiểu thư hất cầm lên, chúng ta nói chuyện, chúng ta không quen, không nói, có chuyện gì hay mà nói với ngươi, còn không bằng tới tìm thẻ người tốt của ta. Đoàn nhuế hoan đột nhiên cười, úp giản, chúng ta nói chuyện về hắn. Tại sao tôi phải nói chuyện với cô về hắn? Sơ tranh hỏi lại, cô là gì của hắn? Đoàn nhuế hoan, cô ta chẳng phải là gì cả, nhưng mà, đoàn nhuế hoan không nói ra loại câu như bảo sơ tranh mau chóng rời khỏi úc giàn người đối diện cũng không phải ngốc bạch ngọt một nghèo hai trắng dễ bắt nạt cô ta hít sâu một hơi nếu chúng ta đều thích úc giàn vậy không bằng chúng ta cạnh tranh công bằng không cần thiết sơ tranh cự tuyệt cô có thời gian này không bằng đổi qua thích người khác đoàn nhuế hoan chừng đôi mắt đẹp thốt ra vì sao sơ tranh nghiêng đầu xuống ánh sáng nhỏ vụn lướt qua đáy mắt cô không lưu lại nửa phần vết tích, vắng vẻ bình tĩnh như một cái đầm kết băng mỏng, nhìn vào trong nháy mắt, cũng phát lạnh theo. Đáy lòng đoàn nhuế hoan dâng lên lạnh ý cổ quái, lui về phía sau gần nửa bước. Một giây sau lại bỗng nhiên đứng vững, thẳng tắp sống lưng. Bởi vì, sơ tranh dừng một giây, sau đó chắc chắn nói, hắn chỉ có thể là của tôi, đáy lòng đoàn nhuế hoan, phi, một tiếng, cô dựa vào cái gì mà cảm thấy như vậy? hắn ở bên cô hay là nói thích cô rồi cô không sợ lãng phí thời gian thì cứ theo đuổi tôi không có ý kiến sơ tranh thái độ thờ ơ ngữ điệu cũng cực kỳ nhẹ nhàng nhưng mà một giây sau giọng nói của cô đột nhiên lạnh xuống nhưng mà tốt nhất cô đừng đụng vào hắn bằng không thì tôi không xác định sẽ làm ra chuyện gì đâu đoàn nhuế hoan cái gì gọi là không sợ lãng phí thời gian thì cứ theo đuổi đã cho cô ta theo đuổi vì sao lại không thể đụng vào hắn tận đến khi sơ tranh rời đi đoàn nhuế hoan mới hậu chi hậu giác cô nói đụng hẳn là tiếp xúc tứ chi cô dựa vào cái gì mà tự tin như vậy cảm thấy úc giản là của cô đoàn nhuế hoan tức giận siết chặt nắm đấm hoa rơi vào nhà nào còn chưa nhất định đâu úc giản xuống lầu mua đồ mới từ siêu thị đi ra liền thấy sơ tranh đứng ở đường cái đối diện một tay cô đút trong túi quần trên cổ tay treo một cái túi ni lông bên trong không biết là cái gì nhìn như không có trọng lượng gì một tay cầm điện thoại di động tư thế đứng hơi nghiêng lại có chút lười nhác nhưng càng nhiều hơn là lạnh rõ ràng bên kia nhiều người như vậy nhưng mà lấy cô làm trung tâm khoảng cách hai bước đều không có ai dòng xe cộ lui tới thân ảnh của cô thỉnh thoảng bị dòng xe ngăn trở úc giả nhìn đến hơi xuất thần hắn đang suy nghĩ gì đó đại khái chính mình cũng không rõ ràng mặc cho suy nghĩ bay loạn ngay khi hắn xuất thần hắn bỗng nhiên thoáng thấy người đối diện động cô đột nhiên xông vào dòng xe cộ trong âm thanh chói tai khi lốp xe ma sát với đường cái chạy về phía hắn bên này tránh ra âm thanh ầm ĩ úc giàn không nghe thấy cô hô cái gì tại thời điểm này thân thể theo bản năng phát giác được nguy hiểm ánh sáng lạnh lẽo đảo qua khóe mắt một giây sau người khác liền bị đụng bay một bóng người đập ở bên cạnh người xung quanh bị kinh động lập tức giải tán toàn bộ người trên đất kia cầm dao đội mũ và đeo khẩu trang một kích không trúng gã cũng không tính từ bỏ lần nữa động thủ với úc giản sơ tranh một tay kéo úc giản lên nhấc chân đá vào trên cổ tay người kia sơ tranh dùng lực lớn dao của người hành hung tuột khỏi tay rơi ở biên giới đám người làm đám người kia sợ đến lui về phía sau một chút người hành hung thấy tình thế không đúng đứng lên liền muốn chạy kết quả còn chưa đứng vững lại ngã hoạch xuống đất không biết đập vào đâu trực tiếp hôn mê bất tỉnh sơ tranh che ngực thở cô tận lực giữ vững bình tĩnh hô hấp có thể là vừa rồi băng qua đường quá đột ngột trái tim từ có chút khó chịu đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn úc giản nhìn thấy sắc mặt sơ tranh không đúng trong lòng cuồng loạn lên lập tức đỡ lấy cô thuốc mang thuốc không Sơ Tranh lấy từ trong túi ra một bình thuốc, Úc Giản nhận lấy đổ ra một viên, "Ai có nước?" Một học sinh vây xem bên cạnh đưa một chai nước qua, Úc Giản mở nước ra đưa thuốc cho cô uống, không lo nổi người trên đất, sau khi nhờ người qua đường báo cảnh sát giúp, vội ôm Sơ Tranh ngăn một chiếc xe rời đi, đi thẳng đến bệnh viện. Có thể là đáy lòng lo lắng, Úc Giản làm gì còn nhớ được có đụng phải Sơ Tranh hay không. Chờ hắn kịp phản ứng, Sơ Tranh đã không có việc gì úc giản dùng nước rửa tay quần áo trên người cũng đổi một bộ chờ sau khi hắn cảm thấy không có vấn đề gì cơ thể căng cứng mới hơi giãn xuống thân là bác sĩ luôn sẽ có thời điểm phải tiếp xúc với bệnh nhân mỗi lần xong hắn đều phải rửa cả nửa ngày mới cảm thấy sạch sẽ hắn không nhắm vào bất kỳ người nào là nguyên nhân của chính hắn úc giản dùng nước lạnh rửa mặt bên ngoài có y tá gọi hắn hắn lau khô mặt ra ngoài Sơ Tranh lại nằm trong phòng bệnh VIP, kỳ thật cô cảm thấy mình không nghiêm trọng như vậy, nhưng Úc Giản vẻ mặt lạnh lùng ấn cô ở đây, các loại kiểm tra thay nhau mà đến. Nếu cô có vấn đề, cũng là bị dày vò mà ra. Người hôm nay đã bị bắt lại, bọn họ muốn lấy khẩu cung. Úc Giản dẫn theo hai người thuộc ban ngành liên quan đến, trước tiên kiểm tra tình huống cho Sơ Tranh, sau đó mới thấp giọng nói chuyện với cô. "Ồ, Sơ Tranh không biết người hành hung kia" cô chỉ trông thấy người kia nhắm vào úc giản cho nên mới chạy tới cho nên chỗ sơ tranh không có gì đáng nói chủ yếu vẫn là úc giản úc giản đối với người kia có chút ấn tượng là thân nhân của một bệnh nhân trước kia của hắn bệnh nhân kia không cứu về được người nhà bệnh nhân cho rằng hắn không làm hết sức náo một đoạn thời gian về sau liền tiêu thanh không để lại dấu vết úc giản đương nhiên đã tận lực phẫu thuật có nguy hiểm thân thể bệnh nhân không phải máy móc muốn khống chế thế nào thì khống chế bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra bất chắc úc giàn đã cố gắng nhất có thể nhưng người nhà bệnh nhân cảm thấy là bởi vì hắn hắn cho là sự kiện kia đã qua không nghĩ tới đối phương sẽ lại hành hung hắn vào thật lâu sau như vậy người nhà bệnh nhân này rõ ràng có chút vấn đề về thần kinh bị giam sau khi thức dậy đầu tiên là phát cáo la to la hét úc giàn là hung thủ giết người náo xong lại bình tĩnh trở lại. Lúc đầu hỏi gì cũng không nói, kết quả ngày hôm sau lại khai ra rõ rõ ràng ràng. Căn cứ theo kết quả thẩm tra ra, đối phương không chỉ có lần hành hung này, lần trước Úc Giản xảy ra tai nạn xe cộ, thang máy chung cư của hắn trục chặt đều là gã giờ trò quỷ. Lần thang máy trục chặt kia hiển nhiên không thành công, tai nạn xe cộ xém chút hại chết Úc Giản. Đáy lòng sơ tranh hoàng sợ, làm bác sĩ cũng nguy hiểm như vậy à? Úc giản lại giống như đã quen thuộc, có một số người cực đoan mất đi thân nhân, cũng sẽ mất lý trí, nhưng chuyện như vậy rất ít, sao 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 nhiên nhiên sinh nhật vui vẻ cảm ơn tất cả mọi người thăng 03, 08. Edit bài Hạ Lan tâm nhiên Úc giản kéo khẩu trang xuống, trên mặt mày thanh tuyển như họa ngưng tụ một tầng sương lạnh, vì sao lúc ấy cô lại xông lại, cô có nghĩ tới nếu như người kia đâm trúng cô, thì kết quả sẽ là gì không? Không nghĩ tới, sơ tranh nói tôi không thể nhìn thấy anh bị thương lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn ta rất lợi hại đều do con chó điên vương bát đản kia cho ta một thân thể nát như thế này úc giản cô nên bảo vệ tốt chính mình chứ không phải tôi chính là vì bảo vệ anh bên tai úc giản ong một tiếng đáy lòng không khỏi nổi lên từng trận đau đớn theo đầu ngón tay hắn cuộn tròn lại tôi không cần cô bảo vệ hắn không cần nhưng tôi cần phải bảo vệ anh ai bảo anh là thẻ người tốt bằng không thì ai nguyện ý bảo vệ anh chứ úc giản nhìn cô gái trên giường bệnh một lát sau giống như chạy chối chết bác sĩ úc bác sĩ úc ôi bác sĩ úc sao thế không biết úc giản trở lại phòng làm việc ngồi trên ghế bình tĩnh hồi lâu nhưng mà bên tai không ngừng quanh quẩn câu nói kia của sơ tranh cho tới bây giờ chưa từng có ai nói với hắn có thể bảo vệ hắn cha chưa từng, mẹ cũng chưa từng. Bọn họ dạy cho mình, chỉ có làm sao để đối nhân xử thế, làm sao để trở thành người nổi bật nhất trong đám bạn đồng lứa. Thứ bọn họ quan tâm vĩnh viễn cũng là thành tích của hắn. Bác sĩ Úc, bác sĩ Úc. Úc giản bị đánh thức, hắn nhìn thời gian, lại ngủ thiếp đi. Cậu còn đang nghỉ phép, không cần ở đây. Bác sĩ đứng ở đối diện nói, cậu về trước đi. Úc giản giơ tay chống chán, chậm rãi nói, tôi không sao hôm nay anh trực ban à đúng thế tôi trực ban thay anh đi úc giản nói sơ tranh báo với dì lâm nhưng không cho bà ấy nói với phu nhân lư ái linh bằng không thì bà lại gọi điện thoại cho mình không dứt dì lâm ở bệnh viện chăm sóc sơ tranh úc giản không xuất hiện nữa chỉ có y tá tới mấy lần có lẽ là úc giản giao bằng không thì sẽ không tới nhiều lần như thế ban đêm dì lâm ngủ ngay trong phòng bệnh khi úc giản qua xem vừa vặn đụng phải dì lâm thức dậy nghe điện thoại hắn đi vào phòng bệnh xem sơ tranh đã ngủ úc giản đứng bên giường hồi lâu không thấy dì lâm trở về bàn tay hắn khẽ sờ lên chán sơ tranh chỉ nhẹ nhàng sờ một chút rất nhanh liền thu hồi lại hắn cúi đầu nhìn bàn tay cũng không khó chịu như trong tưởng tượng bác sĩ úc giọng nói của dì lâm vang lên từ phía sau úc giản lập tức thu tay lại Xoay người hạ giọng, tôi chỉ đến xem một chút, dì nghỉ ngơi đi, dì Lâm có chút do dự, trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Tôi, trong nhà tôi có chút việc gấp, bác sĩ Úc, có thể phiền bác sĩ giúp tôi trông coi tiểu sơ được không? Úc giản sừng sốt một chút, hồi lâu sau. Gật đầu, được, làm phiền ngài, dì Lâm lập tức cầm đồ của mình lên, vội vàng rời đi. Úc giản nhìn thời gian, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng bệnh giữa lúc đó có y tá tìm hắn úc giản rời đi sau đó trở về mãi cho đến hừng đông có thể là nguyên nhân thân thể tăng thêm tác dụng của thuốc sơ tranh đặc biệt buồn ngủ ngày hôm sau thức dậy trong phòng bệnh đã không còn ai dì lâm để lại cho cô một tin nhắn nói là trong nhà có việc gấp dì lâm không ở đây không ai đưa bữa sáng sơ tranh đang định gọi thức ăn ngoài úc giản đã đi từ bên ngoài vào dậy rồi à úc giản kéo cái bàn qua buông đồ trong tay xuống bữa sáng của nhà ăn cô ăn trước đi úc giản ngừng một chút hoặc là cô muốn ăn gì tôi không kén ăn sơ tranh xuống giường rửa mặt một chút cầm đồ ăn liền bắt đầu ăn anh bắt đầu đi làm rồi à ngày nghỉ của úc giản còn chưa hết nhưng hắn không nói gì ngầm thừa nhận câu nói của cô từ từ ăn tôi đi trước có việc cô ăn xong thì gọi y tá vào dọn dẹp ồ sơ tranh khoát khoát tay úc giản có thể là số lần úc giản chạy tới phòng bệnh nhiều tăng thêm trước đó vốn đã có lời đồn liên quan đến bọn họ y tá đi vào không nhịn được tám chuyện với sơ tranh hỏi cô và bác sĩ úc có quan hệ thế nào cô cảm thấy chúng tôi có quan hệ thế nào y tá lắc đầu khó mà nói có thể tiết lộ một chút không bác sĩ và bệnh nhân tôi không tin ngày nghỉ của bác sĩ úc còn tới cuối tuần mà hôm qua anh ấy đột nhiên thay ca trực ban chuyện này chưa từng có nhất định là vì cô phải không y tá nháy mắt ra hiệu cô nói cho tôi biết một chút thôi hai người có quan hệ thế nào tôi cam đoan tôi tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết tạm thời chính là bác sĩ và bệnh nhân câu trả lời của sơ tranh chỉ có câu này y tá nhỏ không thể thỏa mãn tâm tình bát quái nhưng không trở ngại cô ấy bổ não cũng truyền lời đồn ra khi úc giản nghe thấy những lời này sắc mặt có chút không tốt úc giản bớt chút thời gian đến phòng bệnh của sơ tranh cô nói gì với bọn họ vậy không nói gì bọn họ nói chúng ta đang hẹn hò ồ sơ tranh nghiêng đầu thật lòng hỏi anh muốn hẹn hò với tôi sao úc giản hít sâu một hơi cô thích tôi sơ tranh gật đầu thích anh là thẻ người tốt của tôi đương nhiên thích cô hiểu rõ tôi không cô biết hỷ ác của tôi không cô biết tôi là hạng người gì không cô không hiểu rõ tôi vậy cô thích tôi vì cái gì chứ úc giản cực kỳ bình tĩnh mật tiểu thư nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài thích một người cũng không thể chỉ thích túi da của hắn mặc dù dáng dấp hắn thật đẹp nhưng ta cũng không phải thích vì dung mạo hắn đẹp nếu mi không phải thẻ người tốt của ta thì ai nguyện phản ứng với mi chứ ai chỉ nhìn bề ngoài ta là người nông cạn như vậy sao úc giản thấy sơ tranh không nói lại sợ kích thích đến cô thả chậm dần giọng điệu tôi có thể đồng ý thử tiếp xúc với cô trước để hiểu rõ nhưng chúng ta không phải đang hẹn hò như vậy được chứ tôi nói không thể thì sao úc giản đã lui một bước nếu sơ tranh không đồng ý thì hắn cũng không có cách nào chỉ có thể tiếp tục tránh cô sơ tranh liếc hắn một cái cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của úc giản thẻ người tốt phải nhịn thẻ người tốt phải sủng trái tim đau quá úc giản thở ra một hơi lát nữa tôi sẽ tan tầm cô có chuyện gì thì gọi y tá hoặc là bác sĩ hầu đại khái là bởi vì úc giản đáp ứng thử tiếp xúc với sơ tranh trong lúc đi làm hắn đều tự tay làm ngẫu nhiên cũng sẽ đưa chút đồ ăn cho sơ tranh mãi mới chờ đến lúc sơ tranh xuất viện người của bệnh viện cũng đã nhận định hai người đang hẹn hò. Úc Giản không giải thích gì, loại chuyện này càng giải thích càng có vẻ trột dạ. Giả. Úc Giản tiễn sơ tranh về, rồi trở lại phòng làm việc. Bác sĩ Úc, y tá nhỏ chạy tới, cầm trong tay một cái túi, Úc Giản cảm thấy khá quen. Đây là đồ mật tiểu thư quên mang đi, y tá đưa cái túi cho hắn. Trong túi chỉ có một cái hộp nhỏ, bên trong là hai cái khuy mang xét tôi sẽ chuyển cho cô ấy y tá che miệng cười chạy đi úc giản úc giản cầm đồ vật tiến phòng làm việc hắn quan sát cái hộp kia một chút ở dưới đáy tìm ra một cái logo không quá rõ ràng hắn tiện tay tìm kiếm một chút phát hiện là một nhãn hiệu xa xỉ phẩm edit bài hạ lan tâm nhiên hắn không tìm được tư liệu liên quan đến chiếc khuy măng xét này chụp hai tấm ảnh gửi cho bạn bè trong giới thời trang xem giúp đối phương rất nhanh đáp lại loại định chế có giá trị không nhỏ úc giản đè lên túi nhựa bên cạnh có giá trị không nhỏ cô đeo thứ đồ chơi này úc giản cô có đồ rơi ở bệnh viện tối nay tôi đưa qua cho cô sơ tranh anh sao úc giản ừ úc giản đáp xong mới cảm thấy không thích hợp hắn cẩn thận nhìn lại đoạn đối thoại một lần giật mình phát hiện là lạ ở chỗ nào nhịp tim thình thịch da tốc lên úc giản cô mua cái này rơi ở bệnh viện úc giản chụp tấm hình gửi tới sơ tranh tặng cho anh úc giản sơ tranh không thích thì ném đi sau đó mặc kệ úc giản gửi cái gì bên kia đều không đáp lại úc giản đành phải từ bỏ khai thông trước tiên xem lịch trình có tin nhắn gửi đến hắn tưởng là sơ tranh kết quả phát hiện là một dãy số lạ nhìn nội dung liền biết là ai gửi đoàn nhuế hoan gửi cho hắn không ít tin nhắn không phải nói chút lời quan tâm thì chính là mời hắn ăn cơm uống trà. Úc Giản, đoàn tiểu thư, về sau mong cô đừng quấy rầy tôi nữa. Úc Giản gửi xong tin nhắn này, trực tiếp kéo đen người. Trước đó trở ngại quan hệ trong nhà, không kéo đen cô ta, bằng không thì cô ta qua cáo trạng, mình lại phải trải qua tam đường hội thẩm. Hắn cũng không thèm để ý, nhưng những người trong nhà kia thay nhau ra trận, nghe là thấy tâm phiền. Bây giờ vì sao lại kéo đen? úc giản cảm thấy mình đã quyết định thử tìm hiểu sơ tranh thì không thể để những người phụ nữ khác tiếp tục dây dưa với mình miễn cho thêm chút phiền toái không cần thiết úc giản muốn trả khuy mang xét lại cho sơ tranh sơ tranh tất nhiên không muốn đồ vật tặng ra ngoài cũng giống như bát nước đổ đi nào có đạo lý thu về úc giản không có cách nào cũng không thể thật sự ném đi chứ còn không thể trêu tức cô úc giản kéo đen đoàn nhới hoan thế là người ta ngày nào cũng chạy đến bệnh viện ôm theo bó hoa, xuất ra tư thế thiếu gia ăn chơi theo đuổi người, hỏi han ân cần. Ngay từ đầu đoàn nhớ hoan sẽ còn chờ Úc Giản tan tầm, nhưng mà giờ tan tầm của Úc Giản cũng không phải là cố định, có đôi khi làm phẫu thuật hoặc là gặp phải bệnh nhân khó giải quyết, giờ tan việc thường thường sẽ chậm trễ mất mấy tiếng. Đoàn nhuế hoan có thể đợi một tiếng, hai tiếng, nhưng ba, bốn tiếng, cô ta không chờ được. Úc giản tan tầm chuẩn bị đi lấy xe, thì một chiếc xe vọt từ bên cạnh tới ngừng ở bên cạnh hắn lamborghini bản giới hạn úc giàn liếc qua xe ánh mắt rơi vào cửa sổ xe đang hạ xuống dần dần lộ ra bóng người bên trong hắn còn tưởng là đoàn nhuế hoan không nghĩ tới là sơ tranh bác sĩ úc chào buổi tối úc giàn nhịn không được nhíu mày một như thế này sao cô còn ở đây hai tay sơ tranh khoác lên trên tay lái thanh âm lạnh lẽo vắng vẻ Nghe không ra cảm xúc gì đón anh tan tầm mi tâm úc giản đều sắp nhân thành hình chữ xuyên choan đáy lòng tràn đầy lo lắng trước đó tôi đã nói với cô rồi cô không thể thức đêm đến trễ như vậy sơ tranh lý lẽ hùng hồn anh tan tầm muộn như thế trách tôi cô cũng không muốn hơn nửa đêm còn ở đây hao tồn bệnh viện chính là như vậy hắn có thể có biện pháp nào nếu hôm nay tôi trực ca đêm thì sao tôi không tan tầm cô dự định chờ ở đây bao lâu tôi hỏi bác hầu sĩ ta lại không ngốc sơ tranh thúc giục hắn anh có lên xe không úc giản quét mắt nhìn bốn phía thời gian này đã không có người nào nhưng lúc này bọn họ cũng đang chặn ở đường đi ra ngoài hắn vòng qua xe kéo cửa ghế lái ra cô sang kia ngồi sơ tranh mừng rỡ an nhàn trực tiếp chuyển qua một bên khác từ trong xe úc giản lên xe về sau cô có việc thì trực tiếp hỏi tôi không cần làm phiền bác sĩ Hầu. Sơ tranh loay hoay điện thoại, bác sĩ Hầu không cảm thấy phiền phức. Úc giàn nổ máy xe, chậm chạp lái xe ra khỏi bệnh viện, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu hỏi cô, cô có bằng lái? Không có, mi tâm Úc giàn nhảy lên, không có sao cô lái xe tới đây được. Cho người đưa tới, sơ tranh giọng điệu tùy ý, tôi chỉ lái không đến 10 mét, Úc giàn, sơ tranh buông di động xuống có phải đoàn nhuế hoan ngày nào cũng tặng hoa cho anh không bác sĩ hầu nói với cô úc giản cảm thấy cần phải tâm sự với bác sĩ hầu tôi không có quan hệ gì với cô ta tôi biết cô ta muốn đuổi theo anh úc giản liếc mắt sơ tranh người so nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ ánh đèn thành thị muôn màu muôn vẻ xẹt qua gương mặt cô tia sáng tối nghĩa không rõ ràng úc giản muốn hỏi có phải cô tức giận không nhưng nghĩ kỹ hình như mình cũng không có lập trường gì để hỏi hành vi của đoàn nhuế hoan là hắn không thể khống chế, hắn cũng không hề nhận bất kỳ thứ gì từ đoàn nhuế hoan, càng chưa từng giao lưu thân thiết gì với cô ta. Úc giản đột nhiên dừng xe lại, chờ tôi một chút, Úc giản xuống xe rời đi, 5 phút sau trở về, đưa một bó hoa hồng trắng bó kỹ cho sơ tranh, tặng cô, ánh mắt sơ tranh đảo qua hoa hồng, trong con ngươi giống như có ánh sáng lấp lóe. anh đồng ý hẹn hò với tôi rồi. Không có, Úc Giản nói muốn không muốn khi úc giản cúi đầu khóe miệng nhịn không được khẽ cong lên nhưng chờ hắn ngẩng đầu nhìn đường thì lại không thể tìm thấy độ cong này nữa phảng phất như chỉ là ảo giác úc giản đưa sơ tranh đến phía dưới cư xá sơ tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới vung tay lên xe tặng anh úc giản lập tức xuống xe cô tặng xe cho tôi làm gì tôi có xe tôi không có bằng lái sơ tranh nói anh muốn tôi đi thi bằng lái hay là muốn tôi không cần bằng lái vẫn lái xe lời ngầm của sơ tranh chính là hắn để xe ở đây cô nhất định sẽ lái úc giản suy tư một chút tôi lấy chìa khóa đi trước cô nghĩ kỹ xem nên xử lý thế nào rồi lấy chìa khóa từ chỗ tôi sơ tranh không nghĩ tới úc giản còn có loại thao tác lẳng lơ này nhưng đại lão cũng không thua bao nhiêu chìa khóa tôi có thể bảo nhà xưởng làm cho tôi thêm một cái anh nhất định phải đậu nó ở đây cuối cùng úc giản vẫn lái xe đi úc ra không thiếu tiền xe hắn lái cũng không kém chỉ là bởi vì rất nhiều người không biết nhưng lái loại xe phô trương đường hoàng như thế này úc giản thật sự chính là lần đầu tiên lái nghĩ đến cái khuy măng xét hắn cất ở chung cư úc giản đau đầu rốt cuộc nhà cô làm gì khai thác mỏ sao khai thác mỏ cũng không thể phá của như vậy mà trong nhà cũng mặc kệ cô sao Tiết trời đầu hạ Sơ Tranh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn co quắp trong nhà, mở điều hòa, đọc sách. Có thể là vương giả thông cảm cho thân thể cô, số lần phát nhiệm vụ không nhiều như các vị diện khác. Nhưng Sơ Tranh không nghĩ tới, cô không ra khỏi cửa thì sẽ có người tìm tới cửa, mẹ của Úc Giản. Lúc này Sơ Tranh đang ngồi mặt đối mặt với bà Úc ở quán cà phê. Bà Úc không hỏi Sơ Tranh uống gì, mà tự chọn hai ly cà phê. Tôi không uống cà phê. Sơ tranh gọi nhân viên phục vụ lại. Nước ấm. Nhân viên phục vụ nhìn bà Úc một chút. Gật đầu rời đi. Đáy mắt bà Úc ngược lại hiện lên một tia kinh ngạc. Đại khái là cảm thấy mình đã chọn. Cô thân là tiểu bối không có khả năng sẽ thay đổi. Bây giờ sơ tranh đang nghĩ là. Có phải bà Úc muốn lấy tiền đập cô không? Edit bài hạ lan tâm nhiên khi bà Úc đến. Cũng không để tiểu nha đầu này vào mắt con dâu úc gia xem trọng là đoàn nhới hoan gần đây úc giản rất thân thiết với cô gái này nghe người ở bệnh viện nói quan hệ của hai người đã phát triển đến hẹn hò lúc này bà úc mới vội vàng tìm tới cửa chỉ là không nghĩ tới lần đầu tiên giao phong đối phương đã không kiêu ngạo không tự ti cản lại hai người đều không nói tiếp chờ người phục vụ đưa đồ uống ra bà úc quấy cà phê lúc này mới lên tiếng nghe nói mật tiểu thư rất thân cận với úc giản sơ tranh quét mắt nhìn người phụ nữ ung dung hoa quý đối diện một vòng không nhanh không chậm đáp nếu như chỉ là nghe nói thì bây giờ tôi sẽ không ngồi ở đây bà úc vừa nhìn đã biết là loại người chú trọng thân phận sao có thể vừa nghe được chút tin đồn đã vội hẹn cô ra gặp được trên mặt bà úc lộ ra chút ý cười mật tiểu thư rất thông minh nếu đã như vậy thì cô cũng không vòng vèo với cháu nữa úc giản nhà cô đã chọn xong đối tượng kết hôn là đoàn nhuế hoan Chắc hẳn hai đứa đã gặp nhau, hắn đồng ý không? Người phụ nữ Ung Dung Hoa quý cười một tiếng, ý kiến của nó không quan trọng, lời của bà mối lệnh của cha mẹ, Úc gia bồi dưỡng nó nhiều năm như thế, đây là chức trách của nó, Sơ Tranh đột nhiên phát hiện phu nhân Lư Ái Linh rất tốt. Mặc dù bọn họ không thể thường xuyên ở cạnh nguyên chủ, nhưng ít ra bọn họ tôn trọng quyết định của nguyên chủ, lấy nguyên chủ yêu thích làm trọng hiện tại vị phu nhân này xem hôn nhân của con trai mình như một sự kiện có thể tùy ý sắp xếp dường như sơ tranh có thể hiểu rõ vì sao cuối cùng úc giản sẽ hắc hóa đầu ngón tay sơ tranh gõ trên bàn gõ cho nên bà tìm tôi để làm gì bà úc nói cháu là một cô gái tốt cô tin tưởng cháu sẽ tìm được một người bạn đời tốt hơn bỏ qua úc giản đi đột nhiên bị phát thẻ người tốt sơ tranh có thể nhưng người ta muốn là thẻ người tốt cũng chính là con trai bà nếu như tôi không đồng ý thì sao? Sơ tranh đã nghĩ kỹ làm sao để đập tiền về, nhưng vị phu nhân đối diện cũng không có ý tứ móc chi phiếu. Cô nghe nói cháu có bệnh tim. Cho nên, bà Úc chậm rãi uống một ngụm cà phê. Cô từng nghe qua bệnh án của người bệnh tim. Bệnh tim của cháu là trời sinh, không chịu nổi một chút kích thích. Tình huống của cháu như vậy, sao có thể sinh hạ một đứa bé khỏe mạnh cho Úc ra? Lùi một vạn bước mà nói, hai đứa không có ý định sinh con. Nhưng ngay cả cuộc sống bình thường cháu cũng không thể cho nó. Mật tiểu thư, cháu còn nắm lấy Úc giản không buông như vậy, chẳng phải là quá ích kỷ sao? Bà Úc nói lời thấm thía, phảng phất như trường bối của cô đến khuyên. Bảo, sơ tranh suy nghĩ nửa ngày, hỏi, sao bà không lấy tiền đuổi tôi? Hướng đi của bà như vậy không giống với kịch bản bình thường đâu. Bà Úc, nghe đoàn nhuế hoan nói, Cô gái này cũng không thiếu tiền, cho nên ngay từ đầu bà úc đã không hề nghĩ đến hướng này. Bà úc bị câu nói kia của sơ tranh chấn đến, còn chưa lấy lại tinh thần, lại nghe cô gái đối diện hỏi, bà ra điều kiện phải thế nào tôi mới có thể ở bên hắn. Bà úc, sơ tranh đi ra khỏi quán cà phê, xe của úc dàn ngừng ở bên ngoài, người từ phía trên đi xuống, còn mặc áo blau của bệnh viện, có thể là vội vàng chạy từ bệnh viện đến úc giản đi mấy bước đến trước mặt sơ tranh giọng điệu vội vàng còn ẩn ẩn có lo lắng mẹ tôi nói gì với em bà úc ra sau một bước thấy úc giản đến đến nhanh thế sợ mẹ ăn thịt người ta à úc giản ngăn sơ tranh ở phía sau chuyện của tôi về sau mẹ bớt can thiệp vào đi bà úc lấy kính dâm ra đeo lên nở nụ cười xa cách khách sáo chuyện của con và đoàn nhuế hoan coi như xong về sau chúng ta không can thiệp nữa bà úc bước chân yêu nhã rời đi úc giản cau mày em nói gì với bà ta sao bà ta đột nhiên không can thiệp nữa bà ta nói em có bệnh tim về sau không thể cùng anh sơ tranh hạ giọng biểu cảm của úc giản cứng lại sau đó cũng chỉ còn lại quẫn bách màu đỏ chậm rãi thấm lên gò má thanh tuyển sơ tranh hỏi hắn chúng ta thật sự không được sao úc giản lập tức khôi phục sự chuyên nghiệp của bác sĩ ừ chuyện đó đối với em mà nói là kích thích quá lớn, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Chờ Úc Giản để sơ tranh ngồi lên xe, đột nhiên kịp phản ứng, sơ tranh chuyển hướng đề tài. Úc Giản không biết người phụ nữ kia nói gì với cô, nhưng nhìn bộ dáng của cô, hẳn là không làm cho cô xuất hiện tâm tình chập chờn quá lớn. Úc Giản căn dặn cô, về sau mặc kệ ai của Úc ra tìm em, nói gì với em, em đều không cần tin. Ừ, sơ tranh tràn đầy không để tâm đáp một tiếng, không để lời Úc giả nói trong lòng. Tin ai cô có phán đoán của mình? Đương nhiên thẻ người tốt không cho cô tin, vậy thì không tin chứ sao? Sơ tranh không khỏi nghĩ đến hôn quân cổ đại, nếu cô là hoàng đế, chắc chắn sẽ là hôn quân được ghi tên trong sử sách. Tiểu tỷ tỷ, hôn quân đều là để lại tiếng xấu muôn đời. Vương giả không chịu cô đơn, ngói đầu lên tìm cảm giác tồn tại. Mi ngậm mỏ lại đi. Cha tôi và mẹ tôi kết hôn vì lợi ích gia tộc, giữa bọn họ không có tình yêu, tôi đối bọn họ mà nói, chỉ là một đạo cụ đối ngoại biểu hiện ân ái. Giọng nói của Úc giản hơi thấp, tôi tồn tại chính là vì mang đến cho bọn họ càng nhiều lợi ích hơn. Bọn họ không nhất định thích đoàn nhuế hoan đến bao nhiêu, nhưng bởi vì cô ta họ đoàn, cho nên lập tức. Trở thành lựa chọn tốt nhất của bọn họ, Úc giản học y, đã vi phạm an bài của Úc gia. Nhưng khi đó hắn đã trưởng thành, sau một thời gian ngắn rằng co cuối cùng chỉ có thể để mặc hắn sơ tranh không biết nói gì chỉ có thể vỗ vỗ bả vai hắn về sau không sao nữa úc giản em nói gì với bà ta mà bà ta có thể đồng ý không nhúng tay vào chuyện của chúng ta nữa vậy nếu như không có đủ lợi ích thì sao bà ta có thể đồng ý chứ không có gì sơ tranh thu tay lại không muốn tiếp tục đề tài này trước khi úc giản truy vấn cấp tốc nói sang chuyện khác gần đây phòng ban của các anh có bệnh nhân nào tên đặng kỳ không tính toán thời gian nhân vật này cũng nên ra sân rồi úc giản đối với cái tên này không có cảm giác quen thuộc gì hẳn không phải là bệnh nhân của hắn hắn không biết sơ tranh đột nhiên hỏi cái này làm gì suy nghĩ một chút rồi nói chỗ tôi không có cả ban không chỉ có một bác sĩ là hắn trừ một số bệnh nhân tương đối đặc biệt bởi vì đặc biệt nên có thể biết trong quá trình giao lưu còn lại tất cả mọi người đều không rõ ràng. Sơ Tranh nói, anh chú ý cô ta một chút, sao thế? Đầu óc có bệnh, cho cô ta đến khoa tâm thần, anh cách xa cô ta chút, bằng không thì tay anh sẽ bị phế đi. Sao thẻ người tốt toàn gặp phải bệnh tâm thần thế nhỉ? Cái gì? Cái gì mà người nhà bệnh nhân có bệnh tâm thần, bệnh nhân có bệnh tâm thần, rõ ràng hắn là bác sĩ ngoại khoa tim mạch mà chẳng lẽ năng lực đặc thù của thẻ người tốt ở thế giới này chính là hấp dẫn loại người này sơ tranh nói không rõ ràng làm úc giản rơi vào trong sương mù cô nói sang chuyện lung tung một hồi như thế úc giản cũng không có thời gian hỏi cô xem rốt của cô và bà úc đạt thành giao dịch gì úc giản xin phép nghỉ ra hắn đưa sơ tranh về rồi lập tức trở về bệnh viện khi đi ngang qua y tá quầy đột nhiên nhớ tới lời sơ tranh nói giúp tôi kiểm tra một chút có bệnh nhân nào tên là đặng kỳ không có là bệnh nhân của bác sĩ hầu y tá rất nhanh nói kết quả kiểm tra cho úc giản lông mày úc giản cao lại tranh thủ chút thời gian đi tìm bác sĩ hầu edit bài hạ lan tâm nhiên bác sĩ hầu vừa tiễn một người bệnh đi đang chuẩn bị uống miếng nước nghỉ ngơi một chút úc giản tiến vào anh ta nhíu mày vừa rồi cậu hùng hùng hổ hổ đi đâu thế xử lý chút chuyện úc giản hỏi có phải anh có một bệnh nhân tên là đặng kỳ không à làm sao cậu biết nói đến mới nhớ tôi đang muốn tìm cậu nói về tình huống của bệnh nhân này đặng kỳ đã nằm viện một đoạn thời gian rồi úc giản lật hết bệnh án lại đi qua bên ngoài phòng bệnh nhìn mấy lần chính là một cô gái nhu nhu nhược nhược giao tiếp bình thường tư duy rõ ràng không nhìn ra nơi nào có vấn đề úc giản lại quan sát mấy ngày vẫn không phát hiện đặng kỳ có vấn đề gì nhưng hắn nhớ kỹ lời sơ tranh, không lộ diện trước mặt đặng kỳ, lần nào cũng chỉ đứng bên ngoài nhìn. Úc giản, sắc mặt đoàn nhuế hoan không tốt lắm, giày cao gót dẫm trên sàn nhà, vang lên tiếng cộc cộc. Đặng kỳ vốn đang nói chuyện với người khác trong phòng bệnh, nụ cười nhẹ nhàng trên mặt đột nhiên thu lại. à nhìn chằm chằm người phụ nữ kia tới gần Úc Giản, ánh sáng trong mắt dần dần tối xuống, mơ hồ lộ ra mấy phần điên cuồng và vạn vẹo. Nhưng khi bệnh nhân trung phòng gọi à, Đặng Kỳ lại cười ôn nhu. Đó là bác sĩ Úc sao? Ai, thật đáng tiếc, anh ấy vẫn luôn đeo khẩu trang, đều không nhìn thấy mặt. Tôi nghe chị gái y tá trong bệnh viện nói, bác sĩ Úc rất đẹp trai, còn có bạn gái, đó có phải là bạn gái anh ấy không? Đặng Kỳ không nói lời nào, chỉ nhìn bên ngoài. Tận đến khi hai người rời đi, Đặng Kỳ mới thu tầm mắt lại, nhẹ nhàng mềm mại nói, bạn trai tôi cũng rất đẹp trai a à. có thật không người chung phòng bệnh hâm mộ vậy sao anh ta không đến thăm cô anh ấy bận rộn công việc bận rộn công việc cũng không thể ngay cả bạn gái cũng không để ý chứ tôi thông cảm cho anh ấy không muốn cho anh ấy thêm gánh nặng cô thật thiện lương đặng kỳ thỉnh thoảng sẽ nói mình có bạn trai dáng dấp đẹp trai tính cách tốt đối xử với ả à cũng ôn nhu nhưng vấn đề là chưa ai từng nhìn thấy bạn trai của ả à. nhoáng một cái đã nửa tháng úc giản làm xong phẫu thuật ra xoa mi tâm nói chuyện điện thoại với sơ tranh sao em còn chưa ngủ không biết bên kia nói cái gì đuôi lông mày khóe mắt úc giản dường như cũng nhiễm lên mấy phần ý cười hắn kéo khẩu trang xuống trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một chút mệt mỏi sáng mai không được sáng mai anh có ca phẫu thuật đã sắp xếp từ trước anh xem lại thời gian rồi sẽ nói với em em đi ngủ sớm một chút úc giản đột nhiên dừng bước hắn quay đầu nhìn lại hành lang trống rỗng lúc này bệnh viện không có người nào điều hòa không khí mở đủ lộ ra một cỗ lãnh ý sao thế không sao úc giản căn dặn sơ tranh đi ngủ sau đó cúp điện thoại hắn đứng tại chỗ vài giây về phòng làm việc thay quần áo về nhà vài ngày nay úc giản đều cảm thấy có đôi khi có người theo dõi mình nhưng quay đầu nhìn lại thì không có gì cả hắn tưởng rằng mình quá mệt mỏi sinh ra ảo giác nhưng mà theo phòng làm việc của hắn thỉnh thoảng có vài thứ gì đó mất đi úc giản càng phát giác không thích hợp vật phẩm tư nhân của hắn nếu không phải khóa lại thì chính là mang đi sẽ không để ở phòng làm việc thứ để lại đều là vật phẩm thường dùng ở mỗi phòng mà bệnh viện phân phối cho không ai sẽ đi trộm loại vật này sơ tranh vốn nghĩ cho dù đặng kỳ xuất hiện thì cũng phải một đoạn thời gian nữa mới phát sinh sự kiện kia cô có thể trước tiên giải quyết xong chuyện bà úc bên này đã nhưng mà sơ tranh không nghĩ tới chuyện này phát sinh sớm sự thật chứng minh kế hoạch không bằng biến hóa sơ tranh nhận được tin tức đuổi tới bệnh viện người đặng kỳ cưỡng ép không phải đoàn nhuế hoan mà là úc giản chuẩn xác mà nói à không chỉ trói đoàn nhuế hoan lại mà còn bắt úc giản sơ tranh không thể không cảm thán lợi hại lúc đầu ả à trói đoàn nhuế hoan mang đoàn nhuế hoan lên sân thượng rồi dùng điện thoại của đoàn nhuế hoan gửi tin nhắn cho úc giản nhưng đoàn nhuế hoan bị úc giản kéo đen đoàn nhuế hoan nói với đặng kỳ đặng kỳ không tin kết quả chính là hai người đứng trên sân thượng cho gió quạt nửa này cũng không có ai đến đây đặng kỳ đành phải đổi điện thoại của mình gửi tới bổ sung ảnh chụp của đoàn nhuế hoan bảo một mình úc giản lên sân thượng nếu như người có tư duy bình thường thì sẽ phát hiện vấn đề nếu đoàn nhuế hoan có quan hệ với úc giản thì sao lại bị kéo đen chứ nhưng đặng kỳ không phải người bình thường à căn bản không nghĩ được những chuyện kia tiểu thư cô không thể lên đi tránh ra sơ tranh không để ý ngăn cản đi lên sân thượng trên sân thượng đã có người đang duy trì hiện trường không ít bác sĩ của bệnh viện cũng ở đây đoàn nhớ hoan bị trói ở biên giới sân thượng trên cổ tay bị cắt một đường khuôn mặt không biết là mất máu quá nhiều hay là sợ hãi mà huyết sắc hoàn toàn mất hết. Úc giản ngồi dưới đất, lưng dựa vào sân thượng, dường như cũng bị thương. Người phụ nữ mặc quần áo bệnh nhân cầm dao phẫu thuật, đặt lên cổ Úc giản, gầm thét lên với đám người vây quanh sân thượng. Các người không được qua đây. Úc giản đã trông thấy sơ tranh, biểu cảm của hắn lập tức biến đổi. Đặng kỳ phát hiện sắc mặt Úc giản biến hóa rất nhỏ, ả à nhìn vào trong đám người. Cô đừng làm loạn, cô bình tĩnh một chút có chuyện gì từ từ nói cô đừng làm tổn thương bọn họ bên ngoài rất nguy hiểm kỳ kỳ cô vào đây trước được không bác sĩ úc đặng kỳ quét mắt nhìn qua đám người không phát hiện dị thường ả à lại quay đầu nhìn úc giản người sau buông mắt thần sắc bình tĩnh trong con ngươi đặng kỳ lập tức nổi lên si mê bệnh hoạn bác sĩ úc anh biết không kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh em đã biết anh là của em đầu ngón tay úc giản cuộn lại, nắm chắc thành quyền, cô muốn thế nào? Ánh mắt hắn không ngừng liếc qua quét lấy bốn phía, đáy lòng có chút lo lắng. Sơ tranh đi đâu? Vừa rồi rõ ràng hắn trông thấy cô đi lên, đặng kỳ cười khẽ hai tiếng, như thiếu nữ làm nũng với úc giản. Anh bảo bọn họ câm miệng lại, bọn họ thật ồn ào nha, giọng của đặng kỳ cũng không nhẹ, người bên kia đã nghe thấy được, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều an tĩnh lại em bảo một mình anh lên. tại sao anh lại dẫn người lên? đặng kỳ bắt đầu chất vấn. tôi không biết có người đi theo tôi. úc giản bình tĩnh nói. như vậy à? đặng kỳ giống như tin tưởng. sắc mặt à nhu hòa. ánh mắt nhìn úc giản ôn nhu tựa như tình nhân. nhưng một giây sau, đặng kỳ không có dấu hiệu nào thay đổi sắc mặt. thần sắc vặn vẹo phá hư mặt mũi tràn đầy ôn nhu kia. à chỉ vào đoàn nhuế hoan. thanh âm bén nhọn chất vấn úc giản tại sao anh muốn ở bên cô ta cô ta có gì tốt anh thích cô ta ở điểm nào đoàn nhuế hoan cô ta thành bạn gái úc giàn lúc nào mặc dù cô ta muốn nhưng cô ta không phải mà con mụ thần kinh này có phải sai lầm rồi không đoàn nhuế hoan thường xuyên không phân trường hợp chạy đến bệnh viện cuốn lấy úc giàn đặng kỳ gặp qua nhiều lần mà các y tá trong bệnh viện cũng bát quái úc giàn có bạn gái nhưng sơ tranh rất ít vào bệnh viện cho dù vào cũng chỉ ở văn phòng chờ úc giản cho nên đặng kỳ cho rằng đoàn nhuế hoan chính là bạn gái trong miệng các y tá kia đoàn nhuế hoan oan muốn chết nếu cô ta thật sự là bạn gái của úc giản thì cũng thôi đi nhưng cô ta không phải mà tại sao lại bị trói ở đây đoàn nhuế hoan lập tức hét lên tôi không phải bạn gái hắn hắn đặng kỳ nghiêng đầu xuống trước khi đoàn nhuế hoan hét lên câu tiếp theo Nhẹ hừ một tiếng, bác sĩ Úc anh xem, cô ta sợ hãi, cô ta căn bản không phải thật sự thích anh. Edit by Hạ Lan tâm nhiên, loại bạn gái thế này anh còn thích không? Cô ta căn bản không xứng làm bạn gái của anh. Trước mắt Đoàn Nhớ Hoan biến thành màu đen, cắn răng tức giận nói, tôi không phải bạn gái hắn, vậy ai xứng? Úc giản hấp dẫn ánh mắt Đặng Kỳ tới. Đặng Kỳ lúc này lại ôn nhu xuống, "Bác sĩ Úc, em mới là người thích anh nhất." em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh anh cũng phải thích em chúng ta có thể sống chung với nhau chúng ta sẽ có hai cục cưng đáng yêu đặng kỳ khi thì bình thường khi thì điên cuồng lúc bình thường ôn ôn nhu nhu hoàn toàn không giống như người sẽ làm ra loại chuyện điên cuồng này khi điên cuồng vậy thì chính là con điên bọn họ đều muốn chúng ta tách ra đều là người xấu bọn họ chết không yên lành không bằng chúng ta chết chung đi đặng kỳ nói chuyện cũng không có logic gì bừa bãi mới vừa rồi còn nói muốn sinh con bây giờ đã muốn chết người bên kia bị dọa cho phát sợ dồn dập trấn an đặng kỳ bảo ả à bình tĩnh một chút đặng kỳ giơ tay kéo cánh tay úc giản kéo hắn dậy úc giản chịu đựng khó chịu khi bị người đụng phải đứng vững thân thể dưới chân chậm chạp chuyển góc độ chuẩn bị thoát khỏi đặng kỳ ngay lúc hắn chuẩn bị động thủ một thân ảnh xuất hiện phía sau đặng kỳ đặng kỳ không có phòng bị bị thân ảnh kia đá một cước vào giữa lưng đặng kỳ cũng không bị đá ngã chỉ bị đá đến lảo đảo đáy lòng sơ tranh đang soát đầy mưa đạn đặng kỳ vậy mà còn quá lợi hại liền nghe thấy thanh âm của úc giản truyền đến cô ta có võ sơ tranh cơ hồ là đồng thời với khi úc giản vừa nói xong đặng kỳ liền xoay người nhào về phía sơ tranh các người đừng mơ chia rẽ tôi và bác sĩ úc con chó điên này lợi hại nha sơ tranh không dám đánh chính diện với đặng kỳ phần cứng không hỗ trợ cô cũng không có cách cô tránh khỏi đặng kỳ bổ nhào vào dùng ngân tuyến vấp ả à một chút trái tim úc giản đều sắp nhảy ra ngoài hắn vọt về phía sơ tranh tốc độ của sơ tranh càng nhanh hơn kéo cổ tay hắn một cái chạy về phía đám người bên kia cứu tôi cứu tôi đoàn nhuế hoan thấy sơ chanh và úc giản chạy gấp đến độ giống to sơ chanh cảm thấy đã đến phạm vi an toàn dừng lại nhìn về phía sân thượng bên kia đặng kỳ ngã xuống đất giống như ngã đến ngu luôn nửa ngày cũng không đứng lên nhưng mà nếu có người có thể trông thấy thì sẽ phát hiện trên thân đặng kỳ có ngân tuyến vòng quanh đám người tiến lên đè đặng kỳ lại đặng kỳ không ngừng lớn tiếng nói mình và úc giản mới là một đôi trời sinh Bọn họ phải vĩnh viễn ở bên nhau, vân vân. Sơ Tranh ôm chặt Úc Giản của ta, luôn có chó điên muốn giành với ta. Úc Giản phát giác được, động tác của Sơ Tranh, hắn cứng lại nhưng cũng không đẩy cô ra, ngược lại dùng tay ôm bả vai cô, "Em không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Em đã nói với anh ả à, có vấn đề, vì sao anh không nghe?" Sơ Tranh chỉ ôm vài giây, ngẩng đầu nhìn Úc Giản, "Anh không tin lời em?" Úc Giản, cho dù tin tưởng lời cô nói, nhưng người ta đến bệnh viện nằm viện, nhìn qua cũng hoàn toàn bình thường, hắn nói thế nào? Đề nghị cô đi khoa tâm thần xem mà. Úc Giản thấy sắc mặt Sơ Tranh bình thường, xác định chắc cô không có gì đáng ngại, lập tức trầm mặt, ai bảo em lên? Em không lên, thì hôm nay anh đã phế ở đây, Sơ Tranh không vui, không nghe lời em, sớm muộn gì anh cũng xong. Thẻ người tốt chính là một tên yếu gà một ngày không nhìn liền xảy ra chuyện úc giản sớm muộn gì cũng xong em có thể cố kỵ thân thể của mình thật tốt được không sơ tranh mặt lạnh lùng nếu em không cố kỵ thân thể vừa rồi cũng không phải chỉ kéo anh chạy đó là trực tiếp đánh cô đã vạn phần cố kỵ đặng kỳ bị người đè xuống biểu cảm trên mặt phẫn nộ lại oán độc giống như thật sự là nam nữ si tình bị người ta chia rẽ khi đi ngang qua úc giản ả à đột nhiên rằng co Năm ngón tay không ngừng mở thật to trong không khí, cố gắng muốn đi sang chỗ Úc Giản. "Bác sĩ Úc là tôi. Các người thả tôi ra, các người đều là ma quỷ, bác sĩ Úc, anh là của em, của em." Biểu cảm của Sơ Tranh trầm xuống, tay vốn đã buông Úc Giản ra lại vòng qua eo hắn. Úc Giản theo bản năng dùng tay ôm lấy cô, cho là cô bị đặng kỳ hù đến, vừa muốn an ủi cô, liền nghe thấy cô rất nhỏ giọng nói thầm, "Của ta." úc giản đặng kỳ bị động tác của sơ tranh kích thích lại thét lên rồi gào thét bị người túm xuống khỏi sân thượng đoàn nhuế hoan cũng được người giải cứu ra đưa xuống phía dưới chữa trị sau khi được đưa lên cáng cứu thương đã ngất đi chuyện lần này có lẽ sẽ trở thành bóng ma cả một đời của đoàn đại tiểu thư úc giản là người trong cuộc phải phối hợp điều tra chờ kết thúc úc giản mang sơ tranh trở lại văn phòng úc giản cởi quần áo ra ném lên chiếc ghế bên cạnh có thể là cảm thấy không thoải mái lại dùng nước không ngừng cọ rửa anh không thích em đụng vào anh như thế úc giản ngẩng đầu lên trong tiếng nước từ trong gương nhìn người đứng ở cạnh cửa giải thích nói không phải từng bị cô ta kéo sơ tranh trầm mặc nhìn hắn úc giản đóng lại nước quay người cho cô một cái ôm như vậy được chưa bây giờ hắn tiếp xúc với sơ tranh mặc dù sẽ còn có một chút không thích ứng nhưng không đến mức khoa trương giống như người khác miễn cưỡng có thể nhịn được sơ tranh miễn cưỡng hài lòng tại sao anh lại muốn cứu đoàn nhuế hoan úc giản nhíu mày anh không đi lên có khả năng cô ta sẽ giết đoàn nhuế hoan anh quan tâm cô ta úc giản bỗng nhiên bị chụp một cái mũ hắn có chút mờ mịt anh quan tâm cô ta cái gì cô ta là một mạng người hơn nữa nguyên nhân bắt nguồn từ anh anh đi lên là chuyện phải làm mà có đôi khi úc giản cảm thấy ý nghĩ của sơ tranh có chút không giống chí ít không giống người bình thường càng giống giống như có đôi khi đáy lòng của hắn không ép nổi những suy nghĩ bốc lên kia úc giản không thảo luận vấn đề này với sơ tranh nữa hắn sợ lại kéo ra một chút thứ không quá tốt cho nên rất nhanh liền nói sang chuyện khác ngày hôm sau ban ngành liên quan thông báo bọn họ đi qua một chuyến bởi vì chuyện của đặng kỳ phải xác định chi tiết và thông báo cho bọn họ một chút chuyện. Trước khi đặng Kỳ nằm viện, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp qua Úc Giản một lần. À nghe ngóng nhiều fan, biết Úc Giản làm ở bệnh viện này, hơn nữa rất trùng hợp chính là ngoại bác sĩ ngoại khoa tim mạch, trái tim đặng Kỳ có vấn đề. À cảm thấy đây chính là duyên phận trời cao cho bọn họ, kể từ lúc ấy, liền bắt đầu ảo tưởng. À thuận lý thành chương vào bệnh viện, mặc dù Úc Giản không phải bác sĩ chủ trị của à nhưng bởi vì đều là ngoại khoa tim mạch chỉ cần có tâm luôn sẽ gặp được đặng kỳ ảo tưởng úc giản thành bạn trai mình bệnh nhân chung phòng bệnh với ả có thể làm chứng ả luôn nói mình có bạn trai nhưng chưa ai từng thấy qua mà người nhà đặng kỳ cũng không biết đặng kỳ chạy đến bệnh viện nhập viện đặng kỳ nói với bọn họ tâm tình không tốt muốn đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian trước đó ả cũng từng ra ngoài một mình người nhà đều không hoài nghi Lần này Đặng Kỳ hành hung là bởi vì không ngừng trông thấy đoàn nhới Hoan chạy tới chỗ Úc Giản, tăng thêm những lời đồn đại trong bệnh viện kia, kích thích đến Đặng Kỳ. Bệnh tình của Đặng Kỳ như thế nào tạm thời còn không có kết luận chuẩn xác, nhưng tinh thần ả chắc chắn có vấn đề. Tóm lại chính là Úc Giản xui xẻo. Edit bay Hạ Lan Tâm Nhiên đoàn nhuế Hoan bởi vì chuyện ở bệnh viện mà bị dọa cho phát sợ, đoàn gia tất nhiên phải truy cứu chuyện này. Nhưng bởi vì việc này dường như đoàn nhuế hoan không có ý định dây dưa với Úc Giản nữa. Điểm này ngược lại giống với kịch bản. Sơ tranh sợ Úc Giản lại xảy ra chuyện gì, cơ hồ mỗi ngày đều đón hắn tan tầm. Anh nói, không cần tới đón anh, Úc Giản đau đầu đến không được, thân thể của em có còn cần nữa không? Em không sao, thân thể cô rất tốt. Mật tiểu thư, nếu em còn như vậy, anh không thể làm gì khác hơn là thông báo cho người thân của em, Úc Giàn tức giận đến không nhẹ, sưng hô cũng biến thành mật tiểu thư khách sáo. Sơ tranh không nói chuyện, điểm lên điện thoại một cái, sau đó đưa tới, thông báo đi, Úc Giàn rũ mắt xuống, trông thấy trên giao diện điện thoại ba chữ, bác sĩ Úc, đáy lòng như bị cào một cái, nhịp tim cũng lọt mất nửa nhịp. Ở chỗ cô, mình đã trở thành người thân, đối với cái nhận biết này Úc Giàn cũng không biết nên vui hay là bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, dường như làm ra quyết định, về sau ban đêm em đừng đến đón anh, chúng ta sẽ kết giao. Nếu như em muốn tới thì sao? Chia tay. Đây là chuyện anh nói chia là có thể chia sao? Sơ Tranh cân nhắc một hồi, dưới đáy lòng mặc niệm không thể đối nghịch với thẻ người tốt, miễn cưỡng đáp ứng. Không đến thì không đến thôi, nếu anh treo cũng đừng trách em. Nhớ kỹ chuyện em đồng ý với anh, về sau ban đêm nhất định phải đi ngủ lúc 10 giờ ban ngày không được đi đến nơi nhiều người. Bác sĩ Úc rất nhanh liền cùng nhau chấp hành chức trách của bác sĩ và bạn trai, lốp bốp quyết định cho sơ tranh một đống quy củ. Sơ tranh nghe đến đau đầu, đáy lòng dẫy dụa một chút, kết giao không đến 3 phút liền đưa ra đề nghị chia tay. Chúng ta vẫn nên chia tay đi, bác sĩ Úc liếc nhìn cô một cái, muộn rồi, sơ tranh, được rồi, dù sao hắn nói của hắn, ta làm của ta, không cho hắn biết không phải tốt rồi sao hoan mỹ úc giản không biết sơ tranh đang suy nghĩ gì chỉ thấy cô nắm tay rồi lại buông ra cuối cùng lại nắm chặt em không được lén anh làm loạn con người úc giản hơi híp lại ừ em lén anh anh cũng không biết mà úc giản giơ tay sờ đầu cô một chút anh đưa em về nhà trước sơ tranh bất mãn hất tay hắn ra tầm mắt liếc đến đầu úc giản cô nhìn ra tóc kia có lẽ không phải rất mềm vui sướng từ bỏ dự định sờ một phen làm ổ trong tay lái phụ không nói gì nữa úc giản quay đầu xe lái xe đưa sơ tranh đến phía dưới cư xá thân phận không giống lần này úc giản trực tiếp đi cùng sơ tranh một đường lên lầu đưa cô tới cửa nhìn cô vào cửa mới rời khỏi ngày hôm sau úc giản đến bệnh viện liền nghe nói sơ tranh đưa bữa sáng đến bệnh viện không phải chỉ có ban của hắn mà toàn bộ phòng ban của bệnh viện đều có phần đối mặt với ánh mắt bát quái của đám người úc giản chỉ có thể kiên trì thừa nhận âu tương đương bác sĩ úc mời khách nha chúc mừng bác sĩ úc thoát kiếp độc thân ha 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 trái tim tan nát rồi ô ô ô bác sĩ úc có chủ rồi trái tim của một đám y tá nhỏ ở bệnh viện tan nát rơi đầy đất mà nhóm thanh niên của bệnh viện thì thở phào bác sĩ úc thoát kiếp độc thân bọn họ có cơ hội rồi úc giản thoát thân khỏi đám quần chúng bát quái này trở lại phòng làm việc của mình có một phần bữa sáng đặt trên bàn hắn, Úc Giản thở dài, Úc Giản, dậy chưa? Úc Giản ăn sáng xong, phát hiện cái tin nhắn kia vẫn chưa được đáp lại, hắn nhìn thời gian, cho là sơ tranh còn đang ngủ, nên không quấy dậy. Nhưng đến giữa trưa tin nhắn vẫn không có động tĩnh gì. Úc Giản chỉ có thể gọi điện thoại cho sơ tranh. Điện thoại vang lên hai tiếng liền được nhận, làm gì? Em không nhìn thấy tin nhắn anh gửi cho em à? cô gái ở đầu dây bên kia chậm rãi nói nhìn thấy úc giản nghi hoặc vậy sao không trả lời sơ tranh trầm mặc ba giây không trả lời vấn đề này lần nữa hỏi hắn có việc úc giản nghĩ đến chính sự mình tìm cô chuyện chúng ta kết giao người trong ban đều biết rồi cho nên muốn đi ăn một bữa em tới không tới chứ vậy anh quyết định xong thời gian rồi sẽ nói lại với em ừ không ít người trong khoa của úc giản đều biết sơ tranh nhưng trước đó là làm bệnh nhân và đối tượng bát quái mà không phải giống như bây giờ chân chính làm bạn gái của người đảm đương nhan sắc của bệnh viện bác sĩ úc cho nên sơ tranh vừa đến liền nhận được lời chào hỏi thân thiết từ các vị bác sĩ y tá úc giàn vớt người ra không mặn không nhạt nói mọi người là tới ăn cơm hay là thẩm vấn bác sĩ hầu cười ra tiếng bác sĩ úc nhìn bộ dạng khẩn trương này của cậu đi được rồi được rồi Mọi người đừng kích động nữa, mau ngồi xuống đi, người trong ban đều biết tình huống của Sơ Tranh thế nào." Bác sĩ Hầu nói như vậy, mọi người tập tức tản ra ngồi xuống. Những người này lúc đầu thảo luận về Úc Giản, cái gì mà hoài nghi hắn sẽ độc thân cả đời, thậm chí còn có người nói có lẽ hắn thích nam, vân vân. Lúc bác sĩ Úc vừa tới ấy, "Ôi, nhóm y tá nhỏ này nha, hận không thể làm mình có bệnh, không khoa trương như vậy chứ." Có y tá phản bác, tại sao không có bác sĩ hầu nói chỉ cần bác sĩ úc trực ca đêm mấy người các cô bình thường hận không thể tan tầm sớm hai tiếng lúc ấy đều dồn dập yêu cầu trực ca đêm y tá không phục đó là chúng tôi yêu thích công việc các đồng chí nam các anh tư tưởng quá hẹp hòi lời này các cậu tin không bác sĩ hầu hỏi đồng nghiệp nam bên cạnh không quản các cậu tin hay không dù sao tôi cũng không tin ha 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 có thể là bởi vì mọi người đều thích úc giản cho nên những người này nói cũng không có gì kiêng kỵ sơ tranh nhìn đám người ồn ào nhốn nháo nghiêng đầu nhìn úc giản anh được hoan nghênh như thế à úc giản sợ sơ tranh hiểu lầm bọn họ đều nói đùa em đừng cho là thật em không cho là thật cô lại không phải người ngu những thứ này đều không phân rõ được sao úc giản bạn gái quá lý trí thì làm sao bây giờ nửa đường úc giản rời đi đi toilet Lập tức có y tá nhỏ lại gần nói chuyện với cô. "Tiểu Sơ, gọi cô như vậy được không?" Sơ Tranh gật đầu, biểu thị tùy ý, "Cô có thể nói cho chúng tôi biết làm sao có thể ở bên bác sĩ Úc được không?" "Sao có thể theo đuổi được người như bác sĩ Úc vậy?" "Cô truyền thụ cho chúng tôi chút kinh nghiệm đi." Sơ Tranh cân nhắc lại, ngay thẳng nói, "Có lẽ trước tiên cần phải có bệnh." "Y tá, cái điều kiện tiền đề này thật quá làm khó người ta." một bữa cơm này, ăn đến rất vui sướng, mọi người ăn xong hết, Úc giản đi tính tiền, lại được cho biết đã thanh toán. Khi đám người rời đi, nhân viên phục vụ còn ở bên ngoài tặng cho mỗi người một phần điểm tâm nhỏ tinh mỹ. Úc giản đi ra tâm tình có vẻ hơi phức tạp, nhưng cũng không có những cảm giác khác, giống như trong tiềm thức cứ như vậy tiếp nhận rồi. Bác sĩ Úc chi kỷ quá cơ, người nói chuyện yêu đương vào chính là không giống nha về sau khoa chúng ta lại ăn nhiều thêm một phần thức ăn cho chó gầy đến xanh sao rồi còn đi đâu chơi không đi ca hát thôi bác sĩ úc đi không úc giản lắc đầu cự tuyệt tiểu sơ nên đi ngủ mọi người cười vang một tiếng đủ loại ánh mắt rơi trên người úc giản và sơ tranh bác sĩ hầu phất phất tay thời gian không còn sớm nữa mọi người về nhà đi sáng mai còn phải đi làm các đồng chí nam tiễn các đồng chí nữ đi Vậy chúng tôi đi trước, bye bye. Edit bye Hạ Lan tâm nhiên chờ sau khi tất cả mọi người rời đi, Úc giản đi lấy xe, một mình sơ tranh đứng chờ ở cửa. Tiểu sơ, nghe thấy âm thanh, sơ tranh quay đầu nhìn lại, hàn tĩnh đi từ bên trong ra, mùi rượu nồng đậm đập vào mặt. Tiểu sơ, thật sự là em rồi, anh còn tưởng rằng nhìn lầm, hàn tĩnh giơ tay liền muốn kéo cô. Tiểu sơ, gần đây em đều trốn tránh anh, em có biết anh khó chịu cỡ nào không? sơ tranh tránh khỏi tay hàn tĩnh hàn tiên sinh chúng ta đã không có bất cứ quan hệ gì đừng tìm chết hàn tĩnh giống như nghe không hiểu lời cô nói tiểu sơ em cho anh một cơ hội để anh giải thích cho em có được không lén lút muốn ở cùng mục khả khả là ngươi hiện tại đã cho các ngươi ở bên nhau sao còn quấn lấy không buông khăng khăng phải phải ăn trong bát nhìn trong nồi à sơ tranh ngăn chặn bão táp mưa đạn loạn thất bát tao trong đầu duy trì được hình tượng cao quý lãnh diễm chúng ta không có gì để nói nhiều tiểu sơ em còn nhớ thời đại học không chúng ta cùng nhau đến trường cùng nhau đọc sách còn có chúng ta cùng đi xem mưa sao băng sơ tranh suy nghĩ một chút nói trở về tôi liền nằm viện vài ngày nguyên chủ không có ý định đi nhưng hàn tĩnh mặt dày mày dạn cầu xin cô ấy nguyên chủ không tiện từ chối chỉ có thể đi còn không dám nói cho hàn tĩnh biết chuyện mình sinh bệnh Hàn Tĩnh không biết có việc này, biểu cảm cứng lại. Tiểu Sơ, Anh, Sơ Tranh và Hàn Tĩnh còn chưa nói được vài câu. Mục Khả Khả vô cùng tức giận xuất hiện. Chỉ vào Sơ Tranh chính là mắng to một trận. Mật Sơ Tranh rốt của cô có biết xấu hổ không? Hàn Tĩnh thấy Mục Khả Khả xuất hiện, có chút bối rối nhìn Sơ Tranh một chút. Cô và Hàn Tĩnh đã chia tay, còn muốn cuốn lấy anh ấy tới khi nào? Giọng nói của Mục Khả Khả hơi lớn lúc này người ra vào không ít, có người ngừng chân quan sát. Nghe thấy lời kia của mục khả khả, đại khái tưởng là tiết mục bạn gái cũ dây dưa, bị bạn gái hiện tại phát hiện, ánh mắt rơi vào trên người sơ tranh, không khỏi nhiều hơn mấy phần kỳ quái. Mục khả khả tiếp tục giận dữ mắng mỏ, rốt cuộc cô muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho hàn tĩnh. Tôi bỏ qua cho hắn ta. Ngữ điệu sơ tranh băng lãnh, là hàn tĩnh nhà cô bỏ qua cho tôi mới đúng sơ tranh cũng không nghĩ tới. Trước đó Mục Khả Khả đã nghe ghi âm, mà bây giờ lại còn cảm thấy là cô dây dưa với Hàn Tĩnh. Rốt cuộc não cô ta tàn đến mức độ nào vậy? Hàn Tĩnh trột dạ, lôi kéo Mục Khả Khả, không muốn tiếp tục náo loạn. Khả Khả, đừng nói nữa, thân thể cô ấy không tốt, đừng kích thích cô ấy, chúng ta về trước đi, trở về. Về đâu? Cô ta cứ luôn dây dưa với anh như thế, anh muốn tùy ý cho cô ta tiếp tục như vậy à? Mục khả khả. Không nghe hàn tĩnh, anh không thể bởi vì cô ta có bệnh tim mà cứ nhân nhượng cô ta như thế. Cuộc sống của chúng ta có còn tốt đẹp nổi nữa không? Sơ tranh, người nói như vậy ta cũng có chút muốn mắc bệnh. Mọi người nói nghe một chút đi, cô ta đã chia tay với bạn trai tôi, bây giờ còn quấn lấy bạn trai tôi. Hốc mắt mục khả khả đỏ lên, khóc lóc kể lể với đám người xung quanh. Trái tim cô ta không tốt, không chịu nổi kích thích, bạn trai tôi lo lắng kích thích đến cô ta một câu nặng lời cũng không dám nói nhưng tiếp tục như thế chúng tôi còn sống thế nào nữa bộ dáng ủy khuất của mục khả khả lập tức gây nên quần chúng vây xem đồng tình không phải chứ không biết xấu hổ như vậy chia tay cũng đừng có dây dưa nữa con gái phải có lòng tự trọng tự ái đúng đấy hiện tại người ta cũng đã có bạn gái còn dây dưa như thế quá thiếu đạo đức đi quân chúng vây xem xung quanh lên tiếng nghị luận cũng không ảnh hưởng đến sơ tranh cô dùng ánh mắt lãnh đạm nhìn mục khả khả mục khả khả hàn tĩnh hai người có muốn xem chút kích thích không đáy lòng mục khả khả và hàn tĩnh đồng thời hơi lộp bột một chút hàn tĩnh cũng không nghĩ tới mục khả khả sẽ xuất hiện mà mục khả khả trông thấy hàn tĩnh đứng chung một chỗ với sơ tranh làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy đáy lòng hàn tĩnh hốt hoảng lôi kéo mục khả 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 đừng nói nữa chúng ta đi mục khả khả ngập ngừng một chút cuối cùng cũng không dám đối đầu chính diện với sơ tranh trong tay cô còn nắm giữ một video như thế hàn tĩnh kéo cô ta rời đi mục khả khả cũng không phản đối chỉ là đáy lòng oán hẳn hai người vừa mới quay người liền nghe thấy giọng nói lạnh như băng vang lên từ đằng sau tôi cho hai người đi rồi úc giản vừa lái xe tới đã nhìn thấy không ít người vây quanh cả trái tim đều nhấc lên lo lắng sơ tranh xảy ra chuyện gì hắn cấp tốc xuống xe xuyên qua đám người tiểu sơ a à, rất đẹp trai nha tiểu ca ca này là minh tinh sao ông trời của tôi sao có thể đẹp như thế hôm nay thả cá chép quả nhiên hữu dụng giọng cũng rất dễ nghe úc giản vừa xuất hiện các cô gái trẻ tuổi trong đám người liền không nhịn được kinh hô thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh úc giản đi đến bên người sơ tranh xảy ra chuyện gì không có việc gì thấy sơ tranh không có việc gì đáy lòng úc giản và cả trái tim dần dần rơi xuống không có việc gì là tốt rồi nhiều người như vậy vây ở đây hắn suýt cho là cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ánh mắt úc giản quét qua người đối diện khá quen úc giản nhìn chằm chằm gã đàn ông đối diện vài giây đột nhiên nhớ tới người kia là ai đáy lòng trong nháy mắt dâng lên sự khó chịu người này là bạn trai cũ của cô mà hàn tĩnh cũng nhận ra người trước mặt này là ai trước đó ở bệnh viện bác sĩ chủ trị mà tiểu sơ kiên trì muốn đổi sao bọn họ lại ở cùng nhau đúng lúc trước hắn nhìn thấy mình và mục khả khả có phải là hắn nói gì với tiểu sơ không nhất định là nhất định là như vậy bằng không thì sao tiểu sơ lại phát hiện ra chuyện của hắn ta và mục khả khả bọn họ là thế nào vậy úc giản thấp giọng hỏi sơ tranh em có thể giải quyết. Sơ tranh ra hiệu Úc Giàn đừng quản. Nhìn Hàn Tĩnh và Mục Khả Khả, bình tĩnh nói, các người nói xấu tôi xong, lại muốn bỏ đi à. Mục Khả Khả lúc này làm gì có khí thế như vừa rồi nữa, cô, cô muốn thế nào? Sơ tranh không bảo bọn họ xin lỗi, rất độ lượng nói, nói rõ ràng, rốt cuộc là tôi quấn lấy Hàn Tĩnh, hay là Hàn Tĩnh quấn lấy tôi? Hàn Tĩnh, rõ ràng chính là cô quấn lấy Hàn Tĩnh mục khả khả cũng không tin đoạn ghi âm sơ tranh cho cô ta nghe cô ta tin tưởng hàn tĩnh trước kia mật sơ tranh thích hàn tĩnh như vậy sao đột nhiên lại không thích nghĩ như vậy mục khả khả càng thêm tin chắc là sơ tranh quấn lấy hàn tĩnh sơ tranh hàn tĩnh anh nói tôi không quấn lấy cô hàn tĩnh đương nhiên sẽ không thừa nhận chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này khả khả chúng ta đi anh qua đây chút Sơ tranh giơ tay gọi nhân viên đón khách ở cổng qua, màn hình ở cổng này là của các anh à. Đúng thế, tôi thuê một tiếng, hàn tĩnh giống như biết sơ tranh muốn làm gì, lập tức quay đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu sơ cô không nên làm quá tuyệt tình. Sơ tranh khí định thần nhàn hỏi, vậy là ai quấn lấy ai? Thế này mà đã gọi là làm quá tuyệt tình. Khi ngươi tùy ý cho bạn gái ngươi nói xấu ta, sao không nghĩ đến tuyệt tình đi? Có thể là câu chuyện đột nhiên đảo ngược, quần chúng vây xem đều an tĩnh lại, ánh mắt dao động trên người Hàn Tĩnh và Sơ Tranh. Những ánh mắt kia khiến sắc mặt Hàn Tĩnh đỏ bừng lên, đáy lòng có một cỗ lửa giận từ từ thiêu đốt. Sơ Tranh đợi gần 30 giây, quay đầu nói với nhân viên đón khách, "Đi, là tôi quấn lấy cô." Hàn Tĩnh lên tiếng, "Là tôi